và chú vẫn giữ lại được. Trả giá thì cũng có nhiều người trả giá đấy, nhưng mà chú ví dụ như là khoảng độ 7 tỷ trả giá. Ngoài siêu cây huyền phượng vũ, trong vườn nhà ông Cường còn khá nhiều cây cảnh ấn tượng, hiếm có, khó tìm. Theo nghệ nhân này, chơi cây cảnh là một niềm đam mê, thú vui nên giá cả không phải là yếu tố quyết định. Đối với những cây cảnh hiếm, được ông xem là gia bảo thì rất ít khi bán.